Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là chiều ngày thứ bảy ngày 2 tháng 3 2024 nha anh em. Thì video này cũng là video cuối cùng em làm về cái bơm chìm. Thì từ khi 3 ngày trước đây em giới thiệu anh em năng lượng mặt trời chạy bơm chìm 12V, 24, 36V. Thì mọi người cảm thấy rất là hứng thú và cái lượng tương tác ở trên kênh em thực sự rất là nhiều. Thì chân thành cảm ơn các anh em đã quan tâm miền Tây Solar. Thì như anh em cũng biết thì em có một cái cơ bơm chìm 180W. Thì chúng ta có thể dùng hai tấm 200W ha. Ở cái tấm 200W đằng trước chúng ta có thể dùng hai tấm. Thì tùy cái bơm chìm chúng ta là bơm chìm 12 hay là 24 thì chúng ta có thể lựa chọn hệ chúng ta lắp bình cho nó phù hợp. Thì ở đây đang dùng một cái sạc Mạnh Quân 60A. Nhưng mà các anh em có thể dùng cái sạc Suer cũng được, 200.000 cũng được, hoặc là Enerjoy cũng được, tất cả những con sạc khác đều được ha, chứ không phải nhất thiết phải dùng Mạnh Quân. Tại lúc này em test Mạnh Quân nhiều cho nên là lúc nào em cũng dùng Mạnh Quân để test hàng. Thì ở đây cái con bơm chìm hệ 12 cho nên ta gắn một cái bình thôi. Thì đơn giản là có vài tấm pin ha. Chúng ta có vài tấm pin khoảng 300W pin trở lên. Thì cái bơm chìm 108W thì ta có 3 tấm pin trở lên ha. 300W pin trở lên. Chúng ta đưa vào đây. Đó, rồi chúng ta sạc qua bình, rồi cứ thế ta kẹp vào cái bơm chìm. Và cứ vậy chúng ta bơm thôi. Đó, thì hiện tại em đang dùng cái bơm hôm rồi đó, hôm mà anh em hỏi từ hôm rồi tới giờ anh em hỏi rất là nhiều. Đây, truyền dây điện nè. Rồi cái bơm thì đang nằm ở dưới kinh này ha. Đó, dưới đó đó nè. Đó. Cái bơm đó là bơm 180 nha. Và cái máy chạy không gây tiếng ồn nha anh em. Và lắp máy cũng rất là đơn giản luôn. Em treo một cái sợi dây đây. Cái sợi dây này nè. Sợi dây này là chúng ta đang treo cái bơm chìm. Dây rất là nhỏ nha. Tại cái bơm nó cũng không có thể nặng đâu, mà nó chạy trong quá trình nó chạy không có bị rung lắc mọi người. Nó không có bị rung lắc cho nên là chúng ta có thể cố định đơn giản thôi, treo như vậy là nó chạy rồi. Đây, quay gần xuống cho anh em thấy nè. Đấy. Cái bơm của chúng ta nó nằm ở dưới đó. Và nó chạy rất là êm ha, không có rung lắc nha mọi người, không có gây động nước. Đó. Nó chạy hầu như là không gây tiếng động luôn á. Rất là êm. Và em cho ra ống 21 nè. Ống 21 và em làm theo cái lời yêu cầu của mọi người là chúng ta tưới rau anh em. Đó, cái bét. Thì mọi người có thể gắn hai bét cho cái máy bơm chìm này nha. Ở đây tại nãy làm gấp gáp em gắn một bét à. Anh em gắn hai bét thì tốt hơn, nó ra nước sẽ nhiều hơn. Một bét thì nó ra mạnh quá cho nên cái máy nó hơi bị nặng máy. Và mọi người thấy là nó rất là tiện lợi ha, rất là tiện lợi, không có tốn đồng tiền điện đó. Anh em có thể tưới rau ở một cái khoảng không gian khoảng vài chục mét vuông. Anh em gắn một bét thì cái khoảng này chắc khoảng là mười mấy mét vuông, 20 mét vuông. Còn mọi người gắn hai bét có thể kéo dài cái ống còn lại, cái ống còn lại kéo dài ra đây. Chúng ta có thể tưới khoảng chừng 40-50 mét vuông ha, 30-40 mét vuông. Đó, để tưới rau nè. Thì này làm theo yêu cầu của mọi người thôi ha, mọi người yêu cầu em làm như thế nào thì em làm như thế đó. Đó, ngoài tưới rau ra chúng ta có thể quăng cái hệ thống này lên trên nóc nhà nha. Quăng lên trên nóc nhà cái là chúng ta tưới cái mái nhà của chúng ta vào lúc trưa nắng. Để không bị nắng, không bị nóng ha. Tưới nóc nhà của chúng ta, nhà ngói, nhà tôn, nhà lá gì đó, tưới lên nóc nhà. Chỉ cần quăng cái này, quăng này lên nóc nhà. Đó, hoặc là chúng ta có thể tưới rau ha, nóc nhà, hoặc là có thể tưới kiển giống như mình hiện tại nè. Tưới cái cây xung quanh nè. Anh em thấy nó ướt không? Ướt rất là đều ha, ướt cực kỳ là đều. Đấy, đều hết tất cả. Đấy. Và không, đặc biệt là không có tốn tiền điện nha mọi người. Nước lên thì cũng khá là nhiều nha. Không ít đâu nè. Chúng ta xài hai bét thì nó lên nhiều hơn một chút. Ống ở đây mình dùng là ống ống 21 ha. Ống 21. Anh em có thể dùng ống lớn hơn để nước nó dễ chảy hơn. Ống này ống 21 thôi. Mình làm cũng gọn gọn nhỏ nhỏ để review cho anh em xem, để chúng ta tạo nguồn cảm hứng cho mọi người có thể sử dụng năng lượng mặt trời vào những mục đích như thế này. Thì cái điều khiển sạc rồi hệ ắc quy và cái bơm nó phải đồng nhất với nhau về cái vôn nha. Ở đây mình đang làm hệ 12V. Mọi người có thể dùng hệ 24V hoặc là hệ 36-48V. Tùy nha. Có thể dùng cái sạc Mạnh Quân 1 triệu mấy kia, hoặc là có thể sạc Suer 200.000, hoặc là dùng sạc Enerjoy 8,5, đó tùy anh em ha. Đó là tùy vào cái sở thích của chúng ta thôi. Tùy túi tiền nữa. Như cái hệ như thế này chúng ta có thể cho nó chạy suốt ngày đêm. Ban ngày thì xài điện lưới. Còn sorry anh em, ban ngày thì xài tấm pin mặt trời. Còn ban đêm thì chúng ta xài bình ha. Có thể ta bơm vào lúc trời nắng thôi, còn trời mát thì chúng ta sẽ không bơm nữa ha. Trời mát thì chúng ta sẽ ngắt bỏ đi.
Ví dụ như tưới nóc nhà thì tao bơm tao tưới lúc trời nắng thôi, chứ trời mát ai mà tưới, phải không? Còn vấn đề tưới rau quả thì chúng ta chỉ tưới những cái lúc trời nắng thôi. Đó, những lúc mà trời nắng lên thì lúc đó nó chạy từ tâm pin. Đó, cứ vậy là ok mọi người. Cứ vậy là xài thôi, thấy không? Đấy. Rất là mạnh nha. Cái bơm của em là bơm 180 mà sáng này em đi giao hàng. Ở đây em dời cái cây này lại đây. Em đi giao hàng cho một anh ở sáng nay em đi giao hàng cho một anh ở cùng huyện với em luôn. Thì anh lấy tấm pin 260W. Này em diễn đạt lại cho mọi người nghe nha. Tấm pin 260W, anh mua cái bơm chìm 250W cũng cùng hãng với cái bơm chìm của em luôn, nhưng mà 250W. Em thấy gắn tấm pin 260 vô trực tiếp cái bơm chìm luôn anh em. Không có qua điều khiển sạc, cũng không qua bình luôn. Không có qua một cái gì hết nha. Tấm 260 ra 20V. 20V gắn trực tiếp vào cái bơm chìm 12V và anh gắn chạy luôn anh em. Đó, chạy trực tiếp luôn, không có qua điều khiển sạc, không qua ắc quy luôn. Thì em không khuyến khích mọi người làm như vậy. Tại làm như vậy là nó có lúc trời nắng nhiều, có lúc nắng ít, thì có thể cái motor bị tuột áp. Tuột áp thì dẫn tới motor có thể gặp tình trạng nguy hiểm này kia. Đó, nhưng mà cũng rất là nhiều anh ở trên mạng làm như vậy á. Tầm hồi sáng này em mới đi giao nè. Tầm 260W gắn vào một cái motor, một cái bơm chìm 250W. Ảnh gắn về gắn cũng giống như em này nè. Gắn tưới những cái chỗ nào cần tưới, bơm những chỗ nào cần bơm. Thích chỗ nào bơm chỗ đó, thoải mái, không có sợ bị tốn điện. Không có sợ bị điện giật hay là bị cái vấn đề gì. Chỉ cần cái bơm chìm chúng ta nó bền thôi, bền thôi là ok. Nước nhẹp luôn ha. Nước lên láng luôn nha nè, như cái biển luôn nha. Chỗ này là nước như cái biển luôn, lên láng. Mọi người thấy không? Không có tốn điện đâu nha nè. Đây, hệ thống của chúng ta. Một cái ắc quy bị hư. Vài tấm pin 300W pin trở lên nha. Ta dùng tấm pin 200W áp thấp hay áp cao gì đó, ta dùng hai tấm. Một tấm cũng được nữa nha, một tấm cũng được nữa. Nhưng mà tốt nhất là dùng hai tấm cho nó dư điện ra. Đây, một cái điều khiển sạc. Cứ vậy mà chạy thôi nè. Còn pin thì mọi người biết rồi, trên nóc nhà em có 8800W. Ở đây là ta dùng 8800W là dư giả nha, dư giả. Mọi người có thể dùng ít hơn. Ít hơn. Còn ở đây là kiểu như là dư giả rồi. Đây, cứ vậy mà chạy thôi. Đây. Nó sẽ bơm điện 12V qua cọng dây màu vàng này. Và tiến hành là tưới ha. Thích chỗ nào tưới chỗ đó. Thích chỗ nào bơm chỗ đó. Đấy. Ta có thể dời vô những cái vườn rau kiểng trong đây nè. Chúng ta tưới cho nó ngập úng luôn ha. Đem vào nóc nhà, tưới cái nóc nhà người ta để trời nắng nắng nhưng mà không 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 nóng ha. Nóc nhà của ta nó mát rượi luôn nè. Thì bạn nào đam mê thực hiện liên hệ ha. Cái bơm chìm này mọi người mua Shopee, còn tất cả những phụ kiện còn lại như là tấm pin, điều khiển sạc thì liên hệ mình. Đấy. Cái bơm chìm thì mà mua Shopee nha, mình không có bán cái đó. Do mình bán rất là nhiều thứ là mình không bán nổi nữa. Anh em lên Shopee gõ là bơm chìm 12V thì sẽ ok thôi. Đây, giờ tưới lên láng luôn nè. Ta trồng rau, trồng cỏ, trồng hoa đồ này kia là lên láng luôn. Ướt nhẹp luôn. Thôi, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp mọi người những video lần sau. Video này cũng là video cuối cùng em review về hệ thống bơm của chúng ta. Muốn tưới ở đâu tưới, anh em có thể làm lớn hơn nha. Làm motor 350W đi cho nó thiệt là mạnh. Chúng ta lấy khoảng 600W pin. Chúng ta làm motor 350W là nó bơm là rất là mạnh nha anh em, cỡ 5 6 bét này. Còn máy bơm này mình review cho anh em máy bơm nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Đấy. Bơm giả chiến. Thôi xin chào, hẹn gặp mọi người những video lần sau nhé.